For 29 and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turn back again. Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh News 247. Tại đây chúng tôi liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong nước và quốc tế. Bây giờ xin được chuyển sang những nội dung đáng chú ý. Vụ ném điện thoại xôn xao, nghệ sĩ ưu tú Minh Huyền: tôi không xin lỗi. Ngày 16 tháng 1, chia sẻ với Vietnamnet, giảng viên nghệ sĩ ưu tú Minh Huyền khẳng định không xin lỗi nhạc sĩ Lưu Thiên Hương như thông tin báo chí đăng tải. Trao đổi với phóng viên Vietnamnet vào ngày 16 tháng 1, giảng viên nghệ sĩ ưu tú Minh Huyền đã đến Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh làm việc với nhạc sĩ Lưu Thiên Hương và ban giám đốc. Chị khẳng định không xin lỗi Lưu Thiên Hương như cô nói trên báo chí. Hành vi của chị đúng hay sai sẽ do pháp luật quyết định. Ngoài ra, nghệ sĩ ưu tú Minh Huyền từ chối chia sẻ thêm. Về nội dung buổi làm việc, quyền giám đốc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, tiến sĩ nghệ sĩ ưu tú Hoàng Ngọc Long cho hay, nhạc sĩ Lưu Thiên Hương và giảng viên Minh Huyền đều nhận xin lỗi vì gây ảnh hưởng uy tín nhà trường và hình ảnh người giảng viên. Ông Long phê bình hai giảng viên vì để xảy ra vụ việc gây xôn xao dư luận những ngày qua, đề nghị họ nghiêm túc kiểm điểm, không để xảy ra tình trạng tương tự. Sáng cùng ngày, chia sẻ với phóng viên Vietnamnet, nhạc sĩ Lưu Thiên Hương không thể nói cụ thể kết quả buổi làm việc theo quy định của luật viên chức 2010. Lưu Thiên Hương cho hay, theo đề nghị của nhà trường, tôi vẫn tiếp tục giảng dạy tại Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Ban giám đốc nói tôi đang phụ trách số lượng sinh viên đông nhất khoa nên tôi thấy áy náy, vì vụ việc này mà nghỉ dạy thì sẽ tội cho các em. Nhạc sĩ chia sẻ lý do đăng toàn bộ vụ việc và video lên Facebook cá nhân vì đã trình báo ban giám đốc nhưng không được phản hồi. Cô không nghĩ vụ việc lại đi xa đến mức này nên quyết định gỡ bỏ bài đăng gây xôn xao dư luận nói trên. Phóng viên cũng đã liên hệ với quyền giám đốc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, tiến sĩ nghệ sĩ ưu tú Hoàng Ngọc Long và giảng viên nghệ sĩ ưu tú Minh Huyền nhưng chưa nhận được phản hồi. Trước đó thì vụ việc nghệ sĩ ưu tú Minh Huyền bất đồng quan điểm trong giảng dạy dẫn đến hành vi phản cảm là ném điện thoại vào nhạc sĩ Lưu Thiên Hương đã gây ồn ào dư luận. Sau khi nắm thông tin vụ việc thì ban giám đốc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với Đảng ủy, Ban Thanh tra Nhân dân, Thanh tra Học đường, trưởng khoa, đại diện bộ phận tổ chức cán bộ họp khẩn vào chiều ngày 12 tháng 1. Nhà trường đã nhận định hành vi của giảng viên Minh Huyền là sai, vi phạm chuẩn mực của một nhà giáo. Bản thân nghệ sĩ ưu tú Minh Huyền cũng nhận sai sót. Căn cứ bộ quy tắc ứng xử trong trường học, nhà trường thống nhất hình thức xử lý mức độ khiển trách. Theo tiến sĩ Hoàng Ngọc Long, ồn ào giữa hai giảng viên tại Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh có thể khép lại tại đây. Đại diện nhà trường cũng khẳng định cuộc hòa giải không có nội dung nhạc sĩ Lưu Thiên Hương và nghệ sĩ ưu tú Võ Thị Minh Huyền xin lỗi nhau. Tuy nhiên, tiến sĩ Hoàng Ngọc Long nêu ý kiến phê bình hai giảng viên đã để xảy ra sự việc vừa qua ảnh hưởng đến hình ảnh uy tín của nhà trường và môi trường giáo dục nói chung. Nhà trường đề nghị hai giảng viên nghiêm túc kiểm điểm, không để xảy ra tình trạng tương tự. Bước tiếp theo, chúng tôi sẽ họp rút kinh nghiệm trong toàn thể giảng viên của nhà trường để tránh những trường hợp đáng tiếc như vậy xảy ra. Tiến sĩ Hoàng Ngọc Long nhấn mạnh, hiện tại nhạc sĩ Lưu Thiên Hương đã gỡ video nghệ sĩ ưu tú Võ Thị Minh Huyền ném điện thoại và bài đăng tố đồng nghiệp trên trang cá nhân, đồng thời cô vẫn tiếp tục giảng dạy tại Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, không nghỉ việc như tuyên bố trước đó. Đến thời điểm này thì câu chuyện mâu thuẫn giữa nhạc sĩ Lưu Thiên Hương và nghệ sĩ ưu tú Võ Thị Minh Huyền đã dẫn đến hành vi ném điện thoại vẫn thu hút nhiều sự quan tâm của khán giả. Trên các diễn đàn, một số người hâm mộ bày tỏ sự thất vọng về hành xử của hai giảng viên Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Lỗi thuộc về cả hai khi không kiềm chế cảm xúc và giải quyết sự việc sai cách, họ nên nhờ nhà trường phân xử đúng sai thay vì cãi vã, công kích nhau để dẫn đến hành vi ném điện thoại. Tất cả đều có lỗi và cũng là nạn nhân. Minh Huyền sai nhưng Lưu Thiên Hương cũng không đúng. Việc cô ấy đăng tải video hình ảnh của người khác lên trang cá nhân cũng vi phạm luật. Xử lý Minh Huyền nhưng cũng phải nghiêm túc nhìn nhận lỗi của Lưu Thiên Hương. Trong môi trường giáo dục mà cả hai giảng viên đều chọn cách xử lý, không giáo dục, hành vi này có thể tạo tiền lệ xấu cho sinh viên, giới nghệ sĩ trẻ. Đó là một số bình luận của khán giả về sự việc giữa nhạc sĩ Lưu Thiên Hương và nghệ sĩ ưu tú Võ Thị Minh Huyền. Thông tin này đã khép lại bản tin hôm nay của chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.